Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử và các bạn đang theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay và YouTube Thích Nhật Từ Official cũng như Facebook Thích Nhật Từ. Chúc quý vị có một đêm an lành. Cũng giống như những đêm trước, tối nay chúng ta tiếp tục đặt và trả lời các câu hỏi của cộng đồng mạng về Phật Pháp, từ góc độ triết thuyết cho đến phương diện hành trì. Mùa đại dịch COVID-19 tạo ra tổn thất lớn về kinh tế toàn cầu, gây hoang mang, sợ hãi, mang lại cái chết của hàng ngàn người và bị nhiễm dương tính với một con số chưa từng có trong 5 lần đại dịch được tổ chức Y tế Thế giới đã công bố. Thì trong thời gian các chùa, trong đó có chùa Giác Ngộ, ngừng tổ chức các khóa tu vì để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và tha nhân, thì dành phần vấn đáp trực tiếp hầu như là mỗi ngày. Thì trong thời gian các khóa tu diễn ra tại chùa Giác Ngộ đó, thì thi thoảng vào những buổi chủ nhật thầy thuyết giảng đó, thì có vấn đáp trực tiếp. Và giờ đây đó thì quý vị có cơ hội nhiều hơn ngay cả trong những khóa tu. Đó cũng là cách để đáp lại sự kỳ vọng của cộng đồng Phật tử ở xa thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí là ở nước ngoài, và nhất là trong mùa COVID-19 này đó, dầu có muốn đến chùa cũng thật là bất tiện. Nên là mong quý vị hoan hỷ đặt các câu hỏi. Câu hỏi của Giác Minh: con ở xa, không trực tiếp đến chùa tu học được. Vậy trong các thời điểm các chùa tổ chức bát quan trai, thì con có thể thọ giới bát quan trai online được không? Về quy định của giới luật đó, thì việc này chưa từng được đặt ra. Vì thời của Đức Phật làm gì có Internet và truyền trực tuyến miễn phí như bây giờ. Về tinh thần của giới luật, có thể tiếp nhận giới của Đức Phật online với các điều kiện sau đây. Thứ nhất, nơi tổ chức truyền giới bát quan trai phải có truyền trực tuyến trên Facebook hoặc YouTube. Thứ hai, giới tử vì lý do ở quá xa hoặc là vì lý do bị bệnh không thể đích thân tự đến để làm lễ, thì phải có đường truyền tiếp nhận hoặc qua iPhone, iPad, laptop, desktop, và phải theo dõi từ đầu chí cuối chương trình được trực tiếp truyền giới này. Điều thứ ba, khi các giới sư tuyên đọc tuần tự 8 giới quan trai,
thì giới tử online phải lặp lại nguyên văn một cách rất là thành tâm. Và như vậy đó thì việc truyền và tiếp thụ được thành tựu. Thứ tư, nếu tại nhà gia chủ có một bàn thờ Phật thì đặt điện thoại hay iPad, laptop ở vị trí ngay vị trí bàn Phật đó, để có thể vừa mặc áo tràng chắp tay hướng về Phật và theo dõi thông qua màn ảnh để làm đúng những gì đang diễn ra tại ngôi chùa. Thì lúc đó đó, nếu các giới tử tại chùa lễ Phật theo lời sướng của giới sư thì tại nhà đang tiếp nhận giới online, quý vị cũng lễ Phật như vậy. Hội đủ được 4 yếu tố nêu trên thì dầu không trực tiếp đến trường, việc tiếp thu giới bát quan trai nói riêng và các giới pháp nói chung vẫn được xem phù hợp với tinh thần Phật dạy. Và điều quan trọng cuối cùng là gì? Sau khi phát nguyện tiếp nhận giới thì bát quan trai có giá trị trong vòng 24 giờ đồng hồ tính từ thời điểm tiếp nhận giới pháp. Ví dụ giới đó được truyền trao vào lúc 7 giờ 30 sáng thì đúng 7 giờ 30 sáng ngày hôm sau giới đó tự động hết. Cho nên nó không nên vào lúc chiều tối xả giới vì nó vô lý. Bát quan trai là phải có hiệu lực trong 24 giờ. Thậm chí không cần phải làm xả giới gì hết trơn vì mình tình nguyện tiếp nhận bát quan trai trong 24 giờ. Thì bằng cách này cũng từ năm 2019 chùa Giác Ngộ song song với việc tổ chức truyền trao tam quy ngũ giới tại chùa, trung bình có khoảng 500 đến 800 người tham dự tại chỗ, thì cũng có một vài trăm người đăng ký quy online, phần lớn ở nước ngoài và các tỉnh thành cách xa thành phố Hồ Chí Minh cả 100 cây số trở lên, xa quá bất tiện trong việc sắp xếp thời gian để đi. Thì đó là tinh thần tiếp nhận giới online mà quý vị nên nắm và có thể thực tập theo. Câu hỏi của Hiếu Đặng: tại sao Phật giáo Tây Tạng thờ các vị thần, thậm chí là phối ngẫu như trong Ấn Độ giáo? Xin thầy quan hỷ chia sẻ. Trước nhất có thể xem đó là sự tiếp biến văn hóa. Lúc đầu là của Phật giáo Mật Tông Ấn Độ, về sau đó là Phật giáo Mật Tông Tây Tạng đối với Ấn Độ giáo. Các vị thần linh trong Ấn Độ giáo được Phật giáo Tây Tạng tiếp thu lại đó, nổi tiếng nhất vẫn là nữ thần Tara. Các ngẫu tượng trong Ấn Độ giáo được Phật giáo Tây Tạng tiếp thu lại cũng như là một sự tiếp biến văn hóa để giúp cho những người có gốc rễ Ấn Độ giáo hoặc thích Ấn Độ giáo thấy rằng là trong Phật giáo Mật Tông Tây Tạng vẫn có những yếu tố này. Cho nên thay vì theo Ấn Độ giáo, họ thông qua cửa ngõ phương tiện này đó trở thành Phật tử thông qua Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Thì bằng cách này Phật giáo Mật Tông Tây Tạng đã có một chỗ đứng khá vững vàng trong cộng đồng Phật giáo thế giới và đóng góp khá tích cực cho nền Phật học ở phương diện triết học Phật giáo, gồm logic học Phật giáo, nhận thức luật Phật giáo và một số lĩnh vực có liên hệ.
Còn về góc độ từ Phật giáo Thượng Tọa Bộ mà đánh giá đó, các vị thần và ngẫu tượng được Phật giáo Mật Tông Tây Tạng tiếp thu từ Ấn Độ giáo là rất khó có thể được chấp nhận. Đó là quan điểm của Phật giáo Thượng Tọa Bộ học. Nó muốn giữ gìn những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật ở phạm vi tốt nhất có thể, dầu chỉ là tương đối thôi. Rất may là truyền thống Phật giáo Mật Tông Tây Tạng đó có điểm mạnh về giáo dục Phật học. Chương trình Phật học của họ kéo dài trung bình 15 cho đến 20 năm. Khi các tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng tu học trong các tu viện đó, thì họ sẽ được đào tạo về Đại Bát Nhã, rồi Trung Quán Luận, Thập Nhị Môn Luận, Biện Trung Môn Luận, Nhân Minh Luận, còn gọi là Logic Phật Giáo. Nói chung á là học về triết lý Đại Thừa ở góc độ trí tuệ, và những luận phẩm quan trọng về phương diện triết học để có thể giúp cho tu sĩ Tây Tạng có đủ năng lực đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học. Thông qua đó, góp phần giới thiệu và dẫn dắt mọi người theo Đạo Phật. Tức là giới thiệu Đạo Phật cho những người còn xa lạ, và thông qua đó dẫn dắt họ trở thành Phật tử. Đứng từ góc độ này đó, thì đóng góp của Phật giáo Tây Tạng là rất đáng được trân trọng. Và nếu như không tiếp thu các ngẫu tượng và thần linh từ Đạo Bà La Môn, nay gọi là Ấn Độ giáo, thì có lẽ Đạo Phật Tây Tạng sẽ phát triển mạnh hơn nữa, tinh túy hơn nữa, và có một sức thu hút đặc thù hơn nữa. Câu hỏi của Phương Nguyên: có nhiều thầy nói rằng mình có thể truyền năng lượng đến những bệnh nhân nhiễm COVID, có thể giúp cho bệnh nhân giảm đi một phần bệnh. Điều này có đúng không thưa thầy? Dĩ nhiên là đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần thôi. Năng lượng thì có nhiều dạng. Năng lượng nội tại, rồi năng lượng lên như có tinh thần, tức là cái thái độ phấn chấn, lạc quan, yêu đời, tự thân của người bệnh, hoặc là do tác động bởi những người xung quanh. Ở góc độ này đó, thì các tăng ni có nội lực lớn, có tu tập bài bản đó, có thể tư vấn và giúp cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 dương tính bớt đi nỗi căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an rằng mình có thể nằm trong 2% bị chết. Cho đến hiện nay thì Tổ chức Y tế Thế giới đó, thống kê đó, trung bình 100 người nhiễm dương tính COVID-19 có khoảng 2 người tử vong, và phần lớn là tuổi 60 trở lên. Chỉ có khoảng 20% còn lại đó dành cho các nhóm lứa tuổi còn lại, đăng ký họ đó có những cái loại bệnh hiểm nghèo như là thận, gan, phổi, hoặc là bệnh ung thư giai đoạn 2. Thì cái năng lực kháng thể trong những bệnh nhân đó đã kém rồi, thì lúc đó đó COVID-19 dễ dàng hoành hành và làm cho họ dẫn đến tử vong. Như vậy sự tư vấn tâm lý từ tăng ni đối với các bệnh nhân COVID-19, và khi các bệnh nhân COVID-19 nó có niềm tin
vào cái sự hỗ trợ này đó, thì cái tác dụng lên dây cót tinh thần không sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bất an đó sẽ giúp cho bệnh nhân mau hồi phục, với điều kiện bệnh nhân đó phải được điều trị y khoa thích hợp tại các bệnh viện được chính phủ chỉ định. Chúng ta không thể điều trị ở các bệnh viện tư hay là bệnh viện công mà không nằm trong hệ thống được chính phủ Việt Nam là quy định. Đáng tiếc là từ bệnh nhân mã số 17 thì cái số lượng bệnh nhân tại Việt Nam từ 16 đến ngày hôm nay nâng lên đến 59 hay 60 rồi, làm chúng ta bắt đầu mất kiểm soát. Nhưng so với các quốc gia còn lại đó thì cái mức độ kiểm soát COVID-19 của Việt Nam là đáng được tán dương, nếu các thông tin và những con số được công bố là chính xác. Hiện nay là châu Âu được xem như là vỡ trận nè, thất thủ đó. Đặc biệt là Ý, số lượng bệnh nhân chết và bị nhiễm dương tính đó, tăng trưởng quá nhanh, không thể nào ngờ được. Không thể nào ngờ được. Do đó điều trị tại Việt Nam theo công thức mà 16 bệnh nhân đã hết bệnh đó, áp dụng cho các bệnh nhân còn lại, thì tôi tin chắc rằng đó, ở Việt Nam chúng ta sẽ khống chế được, dầu con số có thể gia tăng ít nhiều về nhiễm bệnh, nhưng sẽ dừng lại ở chỗ là không có bệnh nhân nào bị chết vì COVID-19. Đó là thành công rất lớn. Nói một cách khác đó, tác dụng tâm lý của sự cầu nguyện, tác dụng tâm lý từ năng lượng tương tác của một người có nội lực cao đối với một người có nội lực ít hơn là có thật. Còn cái tác dụng năng lượng truyền trao từ một người A sang một người B nhiều hay ít đó, đó là tùy. Nó là thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là cái nội tại năng lực của người chia sẻ năng lượng đó. Và thứ hai là cái niềm tin của người bệnh có chấp nhận và đón nhận cái sự chia sẻ năng lượng tinh thần đó hay không. Thì tại chùa Giác Ngộ trong nhiều năm qua đó, có nhiều bà mẹ dẫn các con và cháu vài tháng tuổi cho đến 2-3 tuổi đến chùa Giác Ngộ nhờ tôi trị bệnh dạ đề, tức là khóc đêm. Thì tôi làm hai việc căn bản. Thứ nhất là đọc thần chú Bát Nhã Tâm Kinh Gate Gate Baragate Barasangate Bodhisoha, nỗ lực vượt qua bờ tự giác viên mãn để tập trung chia sẻ năng lượng từ bi, và mong rằng đó các cháu ấu gì đó đó là được tiếp nhận cái năng lượng này đó khỏe mạnh. Thì thường các bà mẹ cho tôi hay đó là khi đến nhờ tôi xoa đầu và tụng trì năng lượng chú Bát Nhã đó, thì các cháu sẽ ngủ được liền trong đêm hôm đó. Ngày nào có làm là ngày đó ngủ ngon, không bị khóc giữa đêm. Nhưng điều thứ hai quan trọng hơn đó, đó là tôi nói thật với các bà mẹ đó, là do vì các cháu thiếu chất sắt trong cơ thể mà các cháu chưa có thể nói được, cho nên phản ứng đó, đối với cái sự thiếu chất sắt đó làm cho các cháu cảm thấy nó ngột ngạt về đêm và thức giấc, và thức giấc xong là khóc. Cho nên phải đi bệnh viện Di Đồng để được chẩn đoán và điều trị của bác sĩ y khoa chuyên môn và uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thì phối hợp vừa việc truyền năng lượng tâm linh và điều trị y khoa chuyên môn đó, thì bệnh nhân nhỏ này đó sẽ sớm phục hồi hơn. Khi làm đúng hai điều mà tôi nêu trên đó,
thì các bà mẹ thường đến đây để cảm ơn vì sự giúp đỡ và tư vấn đó. Từ qua điều đó chúng ta thấy là cái việc mà mình truyền trao năng lượng tích cực ở một người A sang một người B đang tin tưởng vào người A này là có thật. Còn cái năng lượng đó lớn bao nhiêu, hay lớn vừa, hay là rất là nhỏ, hay không đáng kể, hay không có gì, nó tùy thuộc vào cái tương tác giữa hai người và năng lực thật ở người đang chia sẻ đó. Câu hỏi của Khôi Lê: thưa Thầy, tại sao Phật giáo có nhiều trường phái Phật giáo khác nhau? Cái câu hỏi này nó cũng giống như chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao trên quả địa cầu này đó có người da đen, da trắng, da màu, có người tóc vàng hoe, tóc đen nhánh, tóc nâu, có người cao, người thấp, người mập, người ốm, đó là chuyện bình thường thôi. Lý do căn bản đó là Đạo Phật chủ trương tự do tư tưởng. Mặc dù có những khuôn phép giới luật rất là nghiêm túc, nhưng khoảng 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì bắt đầu có một số điểm bất đồng về giới luật giữa các bậc cao tăng. Rồi mấy trăm năm sau đó, sự bất đồng đó ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng đó những vị có ảnh hưởng lớn, đứng đầu các nhóm lớn, đưa ra những quan điểm chủ trương mà theo họ đó, đó là cách tiếp cận Đạo Phật gần với những gì mà Đức Phật lịch sử đã dạy. Chính vì sự bất đồng này về cách tiếp cận, cách lý giải, cách truyền bá, cách hành trì mà trong lịch sử đó, thì tại Ấn Độ lúc đầu đó thì tách ra thành thượng tọa bộ đại diện cho những vị lớn tuổi hạ giữ truyền thống tốt, và đại chúng bộ những vị trẻ trung có tinh thần thoáng đạt và kêu gọi cái sự thay đổi tùy theo cái bối cảnh lịch sử về một số điều quy định mà vào thời Đức Phật theo họ đó là thích hợp, nhưng trong giai đoạn đó đó có thể là nó chưa thích hợp hoặc nó không còn thích hợp nữa, thì có thể du di gia giảm để đáp ứng được cái tình hình thực tế diễn ra lúc bấy giờ. Từ hai trường phái căn bản thượng tọa bộ và đại chúng bộ tại Ấn Độ đó, bắt đầu phát sinh ra 20 bộ phái Phật giáo. Cho đến năm 67 Tây lịch đó, khi Phật giáo Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, thì lúc đầu Trung Hoa tiếp nhận như một đạo Phật bao quát thôi. Sau đó đến khoảng thế kỷ thứ 8 cho đến thế kỷ thứ 10 đó, thì 10 tông phái Phật giáo Trung Hoa mới phát triển mạnh, gặp chung là các trường phái Phật giáo Đại Thừa. Và khi Phật giáo Trung Hoa được Phật giáo Nhật Bản tiếp thu, thì từ 10 tông phái đó tại Nhật Bản trở thành là 14 tông phái. Việt Nam chúng ta thì tiếp nhận đạo Phật trực tiếp từ Ấn Độ trước cả Trung Quốc gần 100 năm. Nhưng rồi suốt 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ đó, thì Phật giáo Việt Nam đó bị ảnh hưởng trực tiếp từ Phật giáo Trung Quốc. Và chủ yếu đó là có ba tông phát triển mạnh, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Và Tịnh Độ Tông đó vẫn là tông phái Phật giáo chiếm đại đa số. Tại Tích Lan đó hiện có 4 trường phái Phật giáo, mỗi trường phái có 1 tăng thống. Tại Campuchia thì có 3 trường phái, 2 trường phái lớn và 1 trường phái rất nhỏ. Thái Lan cũng có 2 trường phái Phật giáo, trường phái đại chúng Mahanikaya
và trường phái khổ hạnh Thamayut. Thì đó là những cái hiện thực tiêu biểu phản ánh về cái tinh thần tự do thoáng đạt của đạo Phật. Từ đó đó, nhiều vị có ảnh hưởng lớn đã lập ra trường phái Phật giáo cho riêng mình, mà mục đích đó, cũng xem chính mình đó là một phương tiện để dẫn dắt cộng đồng Phật tử hữu duyên đến với đạo Phật thôi. Câu hỏi của Quân Huỳnh: mong thầy giải đáp cho con ý nghĩa câu tâm sinh tướng. Liệu ý nghĩa là tâm tịnh, tâm tốt thì mình sẽ được đẹp không hay thầy? Câu này nó tùy. Tâm sinh tướng trong một số trường hợp, tâm không thể đổi được tướng trong các trường hợp còn lại. Và cụ thể là tướng của gương mặt ta. Còn tướng của các bộ phận còn lại của cơ thể có khi là tâm chủ động được, nhưng mà có khi tâm cũng không thể chủ động được. Ví dụ như một người được sướng tên là Hoa hậu, thì cái phản ứng đó, về tâm của cô gái ứng cử viên này đó là rất mừng. Và cái tướng biểu đạt của cô ấy là gì? Mừng đến độ phải khóc với những giọt nước mắt. Và có một số người tức là dùng biểu đạt của động tác tay và chân, cái giống như là cái trạng thái của cơ thể, để thể hiện cái sự mừng vui đặc biệt đó. Thì trong trường hợp này là tâm vui nên thể hiện biểu đạt của thân thể vui, nhưng đối với con mắt á thì thật vui cũng tạo ra là giọt nước mắt, và thật buồn, thật khổ đau cũng tạo ra giọt mắt. Như vậy giọt nước mắt trong đúng này đó, nó được xem là trung tính, và nó chỉ được gắn kết với cái tình huống đang xảy ra, thì chúng ta mới biết là trong tình huống này đó, nó biểu đạt cho trạng thái vui, và trong trường hợp khác là biểu đạt cho trạng thái buồn. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta nói là tâm sinh tướng, nó cũng không xác định rõ. Tướng của thân là vui, nhưng mà tướng của con mắt đó, là giọt nước mắt. Cảm xúc dâng trào quá, xúc động quá, nghẹn ngào quá, khóc. Hạnh phúc quá, sung sướng quá, khóc. Thì dựa vào cái cấu trúc tâm sinh tướng đó, các ngành nghệ thuật như là điện ảnh, kịch nói, kịch câm, các đạo diễn thường chọn các nhân vật mà dựa vào ngoại hình của họ đó, người ta đón biết được là nhân vật này đại diện cho tính cách gì. Ví dụ như phim Hollywood của Hoa Kỳ đó, thì người đóng vai ác độc đó, thì thường có gương mặt nhìn vào là thấy ác rồi. Còn người đa nghi đó thì trên gương mặt nó thể hiện ra sự đa nghi rồi. Người dữ dằn đó, nó ra dữ dằn. Người nhân từ đó là nó ra nhân từ. Chứ ta không quan trọng là phải chọn Hoa hậu hay là Nam Dương tham gia đóng những cái vai, mà chủ yếu là chỉ là đẹp trai, đẹp gái, chứ chưa chắc là diễn xuất hay. Cho nên tâm vui đó thể hiện ra cái tướng trạng của con người được vui, tâm buồn thể hiện tướng trạng của con người được buồn. Nhưng mà cũng có một số người rất khéo, buồn vui không thể hiện ở gương mặt, như là cá tính, như là sự quyến luyện. Quý vị biết là Lưu Bị đó là một trong những người mà các nhà chính trị quân sự thời của ông á, thời Tam Quốc á, rất là sợ. Bởi vì trong những cái tình huống á, người ta biểu đạt cái thái độ cảm xúc như ông ấy vẫn tỉnh bơ như không có chuyện xảy ra, không nhớ mắt. Ví dụ như khi Quan Công thay mặt cho
ba anh em kết nghĩa đạo viên Lưu Bị ra đấu với một cái tướng của bên bên Đổng Trác đó, thì chỉ trong vòng á mấy chục giây thôi là lấy cái đầu của tướng giặc đem vào trình cho Liêu Minh. Tại vì trước đó đó ba tướng của Liêu Minh đã đánh không lại ông tướng đối lập này, và sau cái vụ đánh đó thì Quan Công đó trở nên nổi tiếng. Thì lúc đó đó tướng của 18 chư hầu và Minh Chủ là Viên Án đó, là liếc mắt ngạc nhiên thán phục, nhưng Lưu Bị đó không hề chớp mắt, không hề biểu tỏ cảm xúc, mà dù trong lòng rất vui và hãnh diện nhưng mà bên ngoài gương mặt đó, không thể cái gì hết đó. Thì trong trường hợp này đó tâm sanh tướng nó có không đúng. Như vậy là các nhà chính trị lỗi lạc, các nhà ngoại giao lỗi lạc đó rất giỏi về việc giấu cảm xúc ở bên trong. Do đó cái câu tâm sanh tướng nó chỉ đúng với một số người, một số trường hợp, nhưng nó sẽ không đúng với những người khác và trường hợp khác. Có nhiều người cứ gương mặt á thấy rất là dữ dằn, nhưng mà trong tâm họ hiền khô à. Cho nên đừng có dựa vào cái biểu đạt của tướng mà đánh giá cái tâm, là lúc đó bị ngộ nhận. Những người mà ta nhập vai trên kịch, trên làm điện ảnh đó, rất là xuất sắc. Nhập vai ác không có nghĩa là ở ngoài đời người đó là người ác. Tất cả những câu nói đó đó, tâm sinh tướng, tướng sinh tâm, vân vân, chỉ là những câu nói tương đối thôi, chứ đừng xem đó là hệ quy chiếu chân lý để đánh giá tính cách của con người. Vì thế đôi lúc tạo ra những ngộ nhận không cần thiết. Ví dụ như câu chuyện người anh mắc cái búa, mà trong gia đình chỉ có hai anh em. Người anh suy luận rằng đó, trong nhà này tôi là chủ nhân, cậu em trai còn lại giữ nhà. Việc mắc chiếc búa, nếu người em không phải là kẻ đào tặc thì ai vào đây mà lấy? Suy nghĩ đó nó làm cho người anh hình dung và tưởng tượng rằng động tác đi đứng nằm ngồi nói nín và ứng xử của người em mình đó là biểu đạt của một kẻ ăn cắp, hay còn gọi đó là tướng của một kẻ ăn trộm. Và cái hoài nghi đó đã tạo ra sự ngột ngạt đến độ người em không thể ở trong căn nhà đó nữa, phải ra đi. Ít ngày sau đó, đó thì kẻ làng xóm ăn cắp với chiếc búa này cảm thấy sai rứt, cho nên mới đem lại trả và xin lỗi. Thì người anh mới cảm thấy là mình nhận thức sai, mời người em về. Thì kể từ lúc hai anh em hòa lại với nhau đó, thì cũng với các hành động đó, cử chỉ đó, biểu đạt đó, người anh thấy rằng đây là hành xử và tướng trạng của một người không ăn cắp. Như vậy cũng với những cái biểu đạt của tướng trạng đó, cái tâm của em không phải là người ăn cắp, nhưng mà tại sao bị đánh giá là người ăn cắp? Như vậy tâm sinh ra tướng là ở mức độ tương đối, tướng lại thuộc vào tâm của ở mức độ tương đối. Rồi vấn đề chủ quan nhận thức bằng suy luận trên nền tảng của hoài nghi đã làm cho vấn đề đi rất xa, và thậm chí là đi rất sai. Thì đó là điều rất là đáng tiếc. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy chúng ta là gì? Như lý tắc ý, nhận thức con người và sự vật như con người và sự vật đang là, tức là đúng với bản chất, chứ đừng có suy luận, và đừng để cho ý thức dị nguyên can thiệp vào. Câu hỏi của Huệ Lê. Bố của con rất bảo thủ trong việc cho gia đình đi chùa. Bố không chịu nghe pháp. Bổn phận là con thì con phải làm gì để giúp ba con? Điều đáng tiếc trong câu chuyện này đó là người cha trong gia đình đó đã không may mắn có cơ hội đi chùa từ nhỏ, tức là không có được cái cơ hội đó, cho nên không thấy được giá trị của việc đi chùa, tham dự khóa tu, học Phật pháp, trải nghiệm tâm linh, rồi ăn chay,
trong thời gian có mặt tại chùa, cho nên các giá trị đó đối với ông trở thành bình thường. Và do vậy đó, ông sẽ không tán đồng và không hoan hỷ khi cho phép vợ và các con đến chùa. Có nhiều quý ông đó thương vợ, chở vợ đến chùa, vợ vào chùa tham dự khóa lễ. Các ông ngồi ở dưới cổng chùa, ngồi trên điên xe. Sau đó vợ đi ra đó thì chở vợ về. Rất là thương vợ, không muốn xa vợ, nhưng chưa có những cái sự rung động về chân lý Phật, đạo đức Phật, thiền định Phật, tuệ giác Phật. Và cái này đó, nó có một phần trách nhiệm của tăng ni, nghĩa là tăng ni thiếu năng động trong vấn đề giảng dạy giáo lý, thuyết pháp giảng kinh, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm lý, mà chỉ dừng lại ở sinh hoạt tự tu hoặc là thiên quá nặng về tín ngưỡng đó. Cho nên những người không có đi chùa từ nhỏ đó sẽ tạo ra một cái khoảng cách rất lớn. Dầu có thương vợ con, vợ con là Phật tử tu thành đó, cũng không thể vì thế mà trở thành Phật tử được. Phận làm con để giúp cho cha, mẹ và người lớn trong tình huống như nêu trên đó, thì cần làm một số điều sau đây. Thứ nhất, con phải chứng minh bản thân mình có những thay đổi tích cực kể từ khi chính thức làm Phật tử và đi chùa. Tức là về thương cha mẹ hơn, có trách nhiệm với gia đình mình hơn, học hành nghiêm túc hơn, lập nghiệp thành công hơn. Tức là từ thời điểm làm Phật tử thì tương lai ngày càng chói sáng, an lạc, hạnh phúc, hữu ích và có giá trị. Cái này chính là yếu tố quan trọng để làm cho những người cực đoan và chưa chấp nhận được Đức Phật, Đạo Phật đó phải suy nghĩ lại. Thứ hai, tránh tình trạng tranh luận hơn thua, đúng và sai đối với những người chưa có thiện cảm về Phật giáo, về các vấn đề liên hệ đến Phật giáo. Vì tranh luận vô ích, không khéo đó, chúng ta vô tình đóng vào cây đinh bảo thủ của những người khác quan điểm với mình. Tức là một người nào đó bị phản biện thì họ sẽ có khuynh hướng là gì? Bảo vệ nó, cố thủ với nó. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng đó, càng trao đổi, thảo luận đó, nó làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Bên nào cũng cho mình là đúng và không chấp nhận bên còn lại. Phải hết sức khéo léo, hài hòa, kiên nhẫn, lịch sự, khôn ngoan thì chúng ta mới có thể giúp được người thân của mình trở thành Phật tử. Điều ba, nếu cha của con trong câu chuyện này đó là một người trí thức thì hãy mua một số quyển sách về triết lý Phật giáo, như quyển Trái tim của Bụt của Thiền sư Nhất Hạnh, Đức Phật dạy Phật Pháp của Hòa thượng Narada, Đức Phật dạy những gì của Hòa thượng Rahula, hoặc là những cái quyển như là Đạo đức học Phật giáo, Xã hội học Phật giáo, Môi trường học Phật giáo, rồi Triết học Phật giáo, vân vân. Thì khi đọc vào những tác phẩm đó, những người trí thức sẽ bắt đầu rung động tâm thức rằng là từ nào đến giờ đó mình có mắt như mù, có tâm mà như là người không có nhận thức, cho nên không thấy được vùng thái dương từ chân lý Phật. Đó là điều rất là đáng tiếc. Điều kế tiếp, nếu cái thái độ thận trọng không cho con cháu gia đình đi chùa vì bị một ám ảnh đối với một hành xử xấu của một tăng ni nào đó, làm cho người đó gần như là mất niềm tin với tăng đoàn và ni đoàn, thì chúng ta phải khéo léo sau khi giúp bọc những quyển sách hay về Đạo Phật thì có thể dẫn người thân đến gặp các thầy có uy tín, có uy lực lớn,
Thì khi tiếp xúc như vậy đó, sẽ tạo ra cái niềm tin ở người đã mất niềm tin, ta gọi là khôi phục niềm tin. Thì đó là những gợi ý căn bản. Thì đó, một người con hiếu thảo đó có thể giúp cho cha mình từ việc xa lạ với Đạo Phật trở thành yêu quý mến và chính thức trở thành Phật tử trong tương lai. Câu hỏi của Thiên Hương Lê. Trong năm giới dành cho Phật tử tại gia, nếu không giữ trọn vẹn được thì có tội gì không? Con thấy nhiều người giữ trọn vẹn giới pháp thì tâm lì bị ức chế, sanh ngã mạn, thậm chí khinh dễ người khác. Về phương diện giới luật của Phật tử tại gia đó, chúng ta nên nhớ mỗi một điều giới luật gồm có hai vế. Vế thứ nhất kêu gọi chúng ta ý thức không phạm pháp, bao gồm không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không dối gạt, không ma túy và rượu. Song song với năm điều cấm về luật này đó, thì Đức Phật nêu ra năm nội dung nên làm đối lập. Thì gồm có như sau: bảo vệ hòa bình, đối lập lại với không được giết người; chia sẻ sở hữu bằng bố thí cúng dường, ngược lại với sự ăn cắp; chung thủy vợ chồng, ngược lại với ngoại tình; nói chân thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói hữu ích, ngược lại với dối gạt; giữ sức khỏe để cuộc sống này có giá trị hơn, phụng sự người thân và nhân sinh. Thì đối lập lại với là uống rượu và ma túy. Thế về phương diện luật pháp đó, nếu ai đó không làm được giới thứ nhất, tức là giết người đi, thì người đó phải bị trừng phạt rất nghiêm khắc trước luật pháp. Thì ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đó, tội giết người sẽ bị đền tội là tử hình. Như vậy, giờ quý vị là Phật tử hay không là Phật tử, phạm vào cái giới thứ nhất mà nặng nhất là giết người, thì quý vị sẽ bị đền tội có khi là 25 năm chung thân hay là tử hình. Thứ hai là trộm cắp. Tùy theo giá trị của sự trộm cắp được quy đổi thành tiền, theo luật của một quốc gia mà người trộm cắp đó có thể bị tù chung thân, thậm chí là bị tử án tử hình. Ví dụ như là ở Việt Nam hiện nay, tội tham nhũng nó thuộc về nhóm ăn cắp, lên đến hàng tỷ đồng có thể bị tử hình nếu không khắc phục hậu quả. Giới thứ ba đó là không được ngoại tình. Thì theo luật hôn nhân gia đình tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới đó, ngoại tình là vi phạm luật và bị tội. Cho nên đó là công nhân viên chức có thể bị mất chức hoặc là bị giáng chức. Còn đối với những lời nói láo mà không có tác hại lớn đó, thì hậu quả của nó là gì? Mất uy tín. Còn về phương diện luật đó, thì nó cũng không có phải mang nhiều cái hậu quả xấu. Còn không, còn giới thứ năm đó, ai lỡ uống rượu thì không vi phạm luật. Chỉ có uống rượu ở nơi công cộng, uống rượu trên máy bay, xin lỗi, uống rượu ở nơi công cộng mà ở những quốc gia không cho phép, hoặc là uống rượu trong giờ hành chánh ở công sở thì vi phạm, có thể bị giáng chức, bị kỷ luật, bị xuống cấp.
Thì như vậy là trong năm điều giới cho Phật tử tại gia đó, ở vế thứ nhất đó, thì có cái là nó tội rất nặng về luật pháp, có cái đó chỉ là lỗi thôi chứ không được xem về tội. Còn vế thứ hai đó, nếu chúng ta không làm được thì chúng ta mất phước về phương diện đó. Ví dụ vế thứ nhất không giết người phải nỗ lực bảo vệ hòa bình, người nào chỉ dừng lại không giết người thì không bị luật pháp trừng trị, nhưng không có phước gì hết, vì có bảo vệ hòa bình đâu mà có phước. Do đó tùy theo trường hợp, tùy loại hình giới, có trường hợp phạm tội nặng khi phạm cái giới nào đó, và có trường hợp thì vừa, có trường hợp thì không. Chúng ta nên lưu ý đó, dầu mình là Phật tử hay không, hễ phạm tội thì đều bị trừng phạt giống như nhau. Lưu ý thứ hai đó, đừng bao giờ nghĩ sai rằng chính thức là Phật tử rồi mà lỡ không giữ được giới luật Phật dạy thì tội nặng hơn. Không có, tội nó cũng như thế thôi. Nhưng với luật pháp thì mọi người bình đẳng trước pháp luật, mọi người bình đẳng trước nhân quả. Nhưng mà người làm Phật tử mà lỡ vi phạm những điều giới cấm đó thì họ rai sức, khó chịu, nỗ lực cam kết để không tái phạm thêm một lần nữa trong tương lai. Thì trước sau gì họ cũng được vượt qua bằng sự chuyển nghiệp. Đó là lợi ích của việc làm Phật tử mà lỡ vi phạm một giới pháp nào đó chưa có thể thực hiện được. Còn trường hợp mà nói rằng là thọ giới trọn vẹn mà sanh tâm ngã mạn là sai. Ngã mạn nó thuộc về thái độ. Dĩ nhiên người ta dễ ngã mạn khi mà đạt được thành quả gì đó, như thành công, như giữ được giới pháp. Đó là cái cá tính riêng. Mà bình thường người đó là người ta đã cao ngạo sẵn rồi. Còn tu học Phật pháp đúng á, thì khi giữ được giới pháp mà không có khinh thường ai, chỉ cảm thấy thông cảm và tội nghiệp những người không bằng được mình và nỗ lực giúp đỡ họ. Cho nên khi thành công một việc gì đó, càng khiêm tốn chừng nào thì các bạn được đánh giá cao chừng đó. Câu hỏi của Lars Boyle. Xin hỏi vì sao Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông không thống nhất ngày thành đạo của Đức Phật? Lý do là lịch sử của Phật giáo Ấn Độ không được rõ ràng, không chú trọng về niên đại. Do vậy mà việc nêu ra niên đại thành đạo của Đức Phật á, giữa hai trường phái Phật giáo lớn vẫn khác nhau. Phật giáo Nam Tông á, thì mặc định ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh thành đạo và nhập Niết Bàn là rằm tháng 4 âm lịch. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhập Niết Bàn đúng ngày rằm tháng 4. Chúng ta nhớ cái điều là khác nhau nha. Khi mà các vị tổ sư của Phật giáo Ấn Độ quyết định vào thời điểm nào đó, lịch sử không có nói rõ, rằng từ đó trở về sau, để tiện ích cho việc đi lại, thì ba sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời Đức Phật đó, tổ chức chung một ngày, đó là rằm tháng 4, tức là ngày sinh. Sinh ngày rằm tháng 4 thì không ai phủ định rồi. Còn thành đạo thì không có gì rõ ràng là ngày rằm tháng 4. Nhập Niết Bàn cũng không rõ ràng là ngày rằm tháng 4 nữa. Còn Phật giáo Đại Thừa đó thì cho rằng đó, Đức Phật đản sinh vào mùng 8 tháng 4. Thành đạo vào ngày mùng 8 tháng Chạp. Nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2. Tức là cái thời điểm rất là khác nhau. Cho nên ví dụ như theo lịch sử đi, thì mùa an cư cuối cùng của Đức Phật là ở tại Vesali. Sau đó Ngài mới đi 200 mấy chục cây số đến Kusinaga
Mấy ngày sau đó, sau khi thuyết giảng kinh Bát Niết Bàn, kinh Di Giáo, Đức Phật đó, vẫy tay chào với cuộc đời, nhập vô vô Niết Bàn. Thì theo Phật giáo Nam truyền đó, cái mùa an cư, hậu an cư đó là thường nó diễn ra kết thúc vào rằm tháng 9 âm lịch. Còn theo Phật giáo Bắc truyền đó thì vào rằm tháng 7 âm lịch. Rằm tháng 9 âm lịch thì quý vị nên hiểu đó, nó cũng tương đương giống như là giữa tháng 10 dương lịch. Đi bộ 200 mấy chục cây số đối với chiều cao 1m85 mà 90 như Đức Phật đó chỉ mất nhiều nhất là 10 ngày. Mà phần lớn nó chỉ có khoảng chừng 5-6 ngày thôi. Thì như vậy là từ lúc kết thúc mùa an cư cho đến lúc Đức Phật qua đời nhiều nhất là 3 tuần. Bây giờ chúng ta cứ lấy cái thời gian mà muộn nhất theo Phật giáo Nam truyền đó là rằm tháng 9 và 3 tuần nữa là chưa đến rằm tháng 10, tức là tương đương đầu tháng 11 dương lịch thì Đức Phật đã qua đời ở Kusinaga. Nhưng tại sao đó tổ chức tưởng niệm cái ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật cũng vào rằm tháng 4? Là bởi vì sự tiện ích cho việc đi lại trong tăng đoàn. Thì thời sau khi Đức Phật qua đời đấy thì Ấn Độ vẫn còn rất là lạc hậu về vấn đề phương tiện chuyên chở, đi chủ yếu là xe ngựa, xe bò thôi. Mà đất nước Ấn Độ thì rộng mênh mông, thì một năm mà tập hợp lại kỷ niệm các ngày khác nhau liên hệ đến cuộc đời Đức Phật thì phải quả thực là rất là khó. Còn thơ từ qua lễ nó lạc hậu hơn bây giờ. Thời hiện đại một lá thơ phải mất cả chục ngày đến 14 ngày so với đường quốc tế. Còn quốc nội gần gần cũng phải mất 2 ngày, 3 ngày mới tới được. Ngay cả trong một thành phố gỡ ngày hôm nay mà đi theo thơ thường phải mất 2-3 ngày sau thơ mới đến. Thì cái việc mà thống nhất thơ mà gỡ tới gỡ lui được, mất rất nhiều thời giờ. Cho nên ta chốt một ngày chung đó là rằm tháng 4. Thực ra rằm tháng 4 là ngày Đức Phật sinh ra. Còn ngày Đức Phật giác ngộ, ngày Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì trong kinh điển Pali không đề cập đến. Người ta lấy cái sự kiện đó làm gọi là lễ tam hợp. Còn dựa vào sử liệu nào mà các kinh điển đại thừa nêu ra đó thì cũng là một vấn đề tranh luận. Vì theo các nhà nghiên cứu Phật giáo Thượng Tọa Bộ đó, Phật giáo đại thừa ra đời sớm nhất vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Nó thành văn bản. Như vậy trước đó mấy trăm năm thì những cái sử liệu đó nằm ở đâu, dựa vào đâu, nên cũng là một sự tương đối thôi. Do đó tôi cho rằng là chúng ta cũng đừng nên quá quan trọng về sự dị biệt, niên đại, liên hệ đến cuộc đời Đức Phật giữa Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Mà chúng ta hãy tập trung ngay cái mặc định ngày giờ đó, năm tháng đó, chúng ta đến với nhau, ôm lại những lời Phật dạy, cam kết với Đức Phật là truyền bá chân lý của Ngài, và bản thân mình phải là người thực tập để mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho tha nhân. Câu hỏi của Phước Bùi Văn. Gia đình con có người đi học ngồi thiền, yoga truyền điện để chữa mọi bệnh tật. Tuyên bố đó có đúng không thưa thầy? Câu trả lời là hoàn toàn phóng đại và đại đa số là sai hoàn toàn, không có thật. Các nhà yoga chân chính để cho rằng tập luyện yoga sẽ mang lại sự dẻo dai và khỏe mạnh để sống thọ, sống ít bệnh. Chứ còn thực tập yoga không thể trị hết tất cả các bệnh được quý vị. Nhất là yoga truyền điện. Ha. Ngày nay thì một số nhà yogi tại Ấn Độ đó, thì họ phối hợp với 7 luân xa. Đỉnh đầu, rồi dùng cổ, dùng xương khu là 3. Phần còn lại của cái lưng á, thì chia làm 4. Tổng cộng là gọi là 7 luân xa. Mà theo họ đó là điển của trời đất đó, sẽ được tiếp dẫn
thuận lợi nhất qua 7 luồng xa này. Mà khi tiếp nhận được điển trời đất đó thì người đó có thể trị được 3 bệnh. Thì chúng ta nên nhớ yoga luân xa đó thì nó khác với yoga truyền thống nha. Yoga truyền thống là tập để có sức khỏe, chủ yếu là các động tác dẻo dai. Còn cái yoga luân xa đó là một sự cương điệu. Và tập theo yoga luân xa đó, sau một thời gian đó, một số người bị rối loạn cảm xúc sẽ bị rơi vào tâm thần quan tưởng, vì vận dụng cơ chế tưởng sai lầm. Ví dụ như ta tưởng rằng là cái luồng điện đó, nó vào cơ thể cái bệnh, nó làm cho tay mình rung. Lúc đầu là tiến trình là có ý thức, về sau đó là mất kiểm soát. Cho nên đó, yoga năng lượng điện hay là yoga luân xa đó không thể trị báo bệnh, mà một trong những tác dụng phụ nếu lạm dụng cơ chế tưởng và cơ thể của người đó bị yếu sẵn, như là suy thần kinh và cảm xúc nhiều, có thể dẫn đến tình trạng bệnh tâm thần quan tưởng. Đó là điều rất là đáng tiếc. Còn tôi chỉ khuyên quý vị nên tập yoga truyền thống. Ngày 21 tháng 6 dương lịch, từ năm 2015 hay 16 gì tôi quên rồi, thì Liên Hợp Quốc thừa nhận đó là ngày yoga quốc tế, International Yoga Day, do Thủ tướng Modi của Ấn Độ khởi xướng và đang được thực hiện ở 175 quốc gia vùng lãnh thổ. Thì cái yoga đó nó giúp cho quý vị dẻo dai sức khỏe và trị được một số bệnh, chứ không phải là tất cả bệnh nhé. Ví dụ như nếu quý vị tập động tác trồng chuối, tức là đầu chạm với đất, hai chân nâng lên trên trời, thẳng lưng, thì quý vị sẽ không bao giờ bệnh là thoái hóa xương sống, thoát vị đĩa đệm. Nên là phải tập từ từ và tập đều để có được cái tính năng trị bệnh đó. Hoặc là những người bị viêm sâu mũi đấy, nha, nếu tập cái động tác súc mũi tối đó, thì dùng cái loại dầu yoga chế vào mấy giọt ở hai cái lỗ mũi để nó có tác dụng y học. Sáng mơ khi tập đó, thì nước đóng cộng với một cái sợi dây đặc biệt rất là dẻo, và đưa cái sợi dây đó từ lỗ mũi trái qua lỗ mũi phải hoặc ngược lại, sau đó chúng ta kéo như thế này, kéo lên kéo xuống, thì toàn bộ những cái viêm đó do sự ma sát của sợi dây chuyên dụng này cộng với cái dầu yoga được đưa vào trong khoang mũi của tối hôm trước đó sẽ giúp cho các bệnh nhân viêm xoang đó không bị chứng bệnh này nữa. Điều trị như thế không có tốn tiền, tự tập thôi. Tôi đã từng tập yoga mấy năm khi còn tại Ấn Độ và thấy rõ cái tác dụng trị bệnh này. Và những tác giả yoga giỏi đó thì họ tạo ra thêm những cái động tác yoga chuyên trị cho một số loại bệnh. Ví dụ như những người bị bệnh xương khớp, bệnh gút, viêm đa khớp vân vân, thì tập những cái động tác mà bổ cho thận, trong đó có động tác ngẩng đầu lên như con rắn và nhiều động tác uốn dẻo khác, nó có tác dụng trị liệu như trên, chứ không thể nói là trị bá bệnh được. Không có cái gì gọi là trị bá bệnh. Một loại bệnh nào đó phải phối hợp đến 5-10 động tác yoga khác nhau và trị điều đặn, có sự hướng dẫn chuyên môn của các nhà yogi thì bệnh đó mới được đẩy lùi. Các nhà yogi đều phải chết, các nhà yogi cũng đều có bệnh. Nếu có tập luyện thì bệnh nó ít hơn và kéo dài được sức khỏe và tuổi thọ hơn thôi. Câu hỏi của Mạnh Tùng Sa. Trong kinh Phật có đề cập đến sự kiện A Tư Đà xem tướng và tiên tri đúng với tương lai của Thái tử Tất Đạt Đa
Vậy tại sao Đức Phật trong các kinh cho rằng xem tướng bói toán là mê tín? Kính mong thầy Quan Hỷ giải đáp. Khi Đức Phật được sinh ra đó, việc đoán tướng cho ngài đó không phải do ngài quyết định, vì lúc đó ngài chỉ là một thái tử sơ sinh, chưa nói được, chưa có cái quyền quyết định gì hết đó. Việc đó là do cha của ngài là đức vua Tịnh Phạn, thể theo tập tục của Ấn Độ cổ đại, nhờ các nhà tiên tri lỗi lạc trên toàn nước Ấn Độ đoán tướng và vận mệnh tương lai của thái tử Tất Đạt Đa. Thì hai nhà tiên tri, một người là lớn tuổi nhất, một người là trẻ tuổi nhất, có quan điểm giống nhau, đó là tiên tri Atula và tiên tri Kiều Trần Như. Tiên tri Atula đó cho rằng nếu làm vua thì trong tương lai thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, tức là vị vua có năng lực lớn, quản trị đất nước bằng pháp quyền, thống nhất giang sơn về một mối, đức độ nhân từ. Và nếu đi tu thì trở thành nhà tâm linh lớn. Kiều Trần Như là đạo sĩ trẻ tuổi nhất lúc bây giờ cũng có quan niệm tương tự. Sau này Kiều Trần Như trở thành là bạn đồng tu với Đức Phật. Suốt 29 năm thì ông là thầy dạy học của Đức Phật. Sau khi Đức Phật giác ngộ thì ông trở thành đệ tử của Đức Phật, một hiện tượng rất là hiếm có. Thế như vậy, việc đoán tướng đó được diễn ra khá chuẩn xác, nghĩa là các nhà tiên tri này giỏi thật sự, và có một phần mà trong kinh Phật gọi là thiên nhãn minh, tức là biết được chuyện tương lai. Bà Volga ở châu Âu được xem là có những cái dự đoán thần sầu quỷ khóc về những cái sự kiện lớn trên toàn cầu, bao gồm dịch Covid-19 này. Thì sách của bà in khá lâu rồi đó, thấy không? Năm 2020 sẽ có một đại dịch lan truyền rộng trên toàn cầu, mang lại cái chết của nhiều người, nhưng rồi sau đó nó lại lặng dừng cũng nhanh chóng. Rồi đúng 10 năm sau nó lại tái phát thêm một lần nữa, tức là năm 2030, rồi sau đó kết thúc luôn. Thì giờ cái chuyện vế đầu đó, nó đã ứng hiện rồi, còn 10 năm sau thì chúng ta phải chờ xem với cái dịch corona này nó có xảy ra nữa hay không, hoặc là các cái chủng loại mới của corona. Thế tại sao trong kinh, đặc biệt là kinh Trường Bộ và kinh Di Giáo, Đức Phật cấm các tu sĩ và các Phật tử không nên làm các nghề bói toán, phong thủy, địa lý, đoán điềm kiết khung, nói chung là các loại bói toán nói chung? Vì đây là cái quan điểm tuệ giác của Đức Phật. Còn cái việc đoán tướng cho thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật khi mới sinh đó, là cái quyền quyết định của vua Tịnh Phạn. Về phương diện tâm lý đó, khi chúng ta lệ thuộc vào sự coi bói toán đó, chúng ta sẽ mất niềm tin, mất cái sự chủ quyền quyết định của cuộc đời của chúng ta, và cái gì chúng ta cũng phải lệ thuộc vào nó hết, cho nên đó, cái đó không tốt. Điều thứ hai đó, kết quả của sự bói toán nó lệ thuộc rất nhiều vào năng lực chuyên sâu của những người làm công việc bói toán này, mà mấy ai giỏi thật sự để cho ra những cái kết quả đúng. Đại đa số là thầy bói dởm, thầy bói nói dối ăn tiền, dẫn đến tình trạng là phước chủ may thầy, tức là cái phước của gia chủ nó đến lúc trổ quả, nhưng mà may mắn cho ông thầy bói, ông được tin là nhờ ông hướng dẫn như vậy cho nên gia chủ được cái kết quả đó. Đó là cái câu nói mà người mê tín nên nhớ, để đừng nên dạy dột tiếp tục đưa đầu của mình, tốn tiền của mình cho các thầy bói ăn. Và chủ trương của Đức Phật đó là thiết thực hiện tại,
chánh niệm hiện tiền, an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, sống với cái đang là, còn coi bói toán là sống với cái sẽ là. Mà cái sẽ là cái mà nó biết bao nhiêu thay đổi, dịch biến mà. Mà mình lo lắng nhiều quá thì căng thẳng, bất an, mất ngủ, trầm cảm. Cho nên Đức Phật kêu là chánh niệm, trải nghiệm, an lạc, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đừng quá sợ hãi và lo lắng. Còn việc gì xảy ra, chúng ta hãy phân tích nhân quả để giải quyết nó. Thì đó là những lý do căn bản Đức Phật cấm không nên dướng kẹt vào các loại hình bói toán. Và các Phật tử khi đến chùa, nhớ là đừng hỏi tăng ni coi bói cho mình, mà hỏi Phật Pháp, hỏi sự thực tập, hỏi kỹ năng để vượt qua nỗi khổ niềm đau, hỏi làm cách nào để được sống hạnh phúc và trở thành người hữu ích. Câu hỏi của Frank Trần. Từ khi học Phật, con quan niệm việc tranh cãi là không đúng với lời dạy của Đức Phật, vì mỗi Phật tử cần phải có kiến tính để không chống đối quan điểm của người khác, tránh nảy sinh các phiền phức trong đời. Khi tranh cãi là ta đang bám víu vào quan điểm của mình, bảo vệ cái tôi của mình, vướng vào ngã chấp. Vậy con nên làm gì trước những quan điểm sai lệch hay chuyện bất bình của người khác? Đây là câu hỏi rất là thú vị và thiết thực. Chúng ta nên phân biệt hai khái niệm: thảo luận và tranh cãi. Tôi không muốn dùng chữ tranh luận và tranh cãi, vì tranh luận và tranh cãi nó cũng gần gần giống nghĩa nhau. Thảo luận nó mang tính là gì? Tôn trọng nhau, chia sẻ nhau. Việc mà thắng và thua, người nào cao hơn người nào, sâu hơn người nào, nó không quan trọng nữa. Mà thảo luận để tìm ra những giải pháp, những giá trị cho vấn đề được cả hai bên hay nhiều bên quan tâm, chia sẻ. Cho nên đến với nhau bằng tinh thần thảo luận đó, thì một cái đầu không thể tốt bằng nhiều cái đầu. Chúng ta sẽ tránh được cái tinh thần chủ quan, áp đặt quan điểm cá nhân của mình lên trên người khác. Và bằng thái độ trao đổi hay thảo luận đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều người bạn mới, nhiều người tốt mới. Mặc dù các bên đó có thể có quan điểm khác nhau, tức là tôn trọng sự dị biệt, nhưng không biết đó làm cái cớ để tranh cãi. Còn tranh cãi nó thường phát xuất từ một trong ba động cơ khác nhau. Thứ nhất đó là giận dữ, bực tức, ganh tị, thích hơn thua. Nó thuộc về tâm sân. Cũng có một số nội dung tranh cãi nó liên hệ đến cái quyền sở hữu, cái quyền độc tôn và lòng tham. Thì nó dướng vào đó là tâm tham ái. Có những cái tranh cãi nó bắt nguồn từ sự ngu si, thiếu hiểu biết, xuẩn ngốc, ngốc nghếch và hiểu lầm, do thiếu thông tin hoặc là do bị cài bẫy. Có những cái sự tranh cãi bắt nguồn từ sự bảo thủ và cố chấp, cho mình là số một là đúng rồi, còn người khác là sai. Ngoài ra còn có thêm nhiều động cơ tâm lý khác, nhưng mà bốn điều nêu trên đó là bốn nguyên nhân chính của sự tranh cãi. Như vậy là Phật tử đó, khi mình tiếp xúc với những người hiểu sai vấn đề, mà việc đó có thể dẫn đến một cái tương lai xấu, đời sống kém hạnh phúc, hay là những hành động sai quấy dẫn đến sự bất bình, thì chúng ta lại càng không nên tranh cãi, chỉ nên góp ý xây dựng thôi. Còn việc người đó thừa nhận sai lầm, điều chỉnh hay không để trở thành người tốt hơn, nó thuộc về cái quyền tự do của người đó.
chúng ta không nên bị vướng kẹt vào họ cho nó khổ. Ví dụ như cha mẹ đã giáo dục con hết cách rồi, những gì là phương pháp tốt nhất cũng đã nỗ lực hết rồi, là nhờ người thân, bạn bè, những người có uy tín với con của mình đã tác động rồi, đứa con nó cũng không chịu nghe, thì cái việc cãi vã đó làm gì? Nó mệt, làm cho mình khổ, mất ngủ, khó chịu, bất hạnh. Thì lúc đó đó, chúng ta cứ nhẩm như thế này: những gì cần làm tôi đã làm, những gì cần phân tích tôi đã phân tích, những gì cần chia sẻ tôi đã thông tin, những gì cần xây dựng thì tôi cũng đã làm hết rồi. Bây giờ tôi hoan hỷ với cái kết quả. Bây giờ người ta bảo thủ, người ta không lắng nghe, không học hỏi, không cải thiện, đó là nghiệp riêng của họ. Mình đừng nên tiếp tục vướng vào cái ngu si của họ nữa, cái cố chấp của họ nữa, cái gút mắt của họ nữa. Và do đó chúng ta không cần thiết phải tranh cãi với họ, vô ích, nó mất năng lượng. Có người đó khi mà nghe người khác phân tích cái sai về mình đó, họ mừng lắm, họ biết ơn, họ cảm tạ. Nhưng mà có người khi mà nói cái sai của họ, họ tự ái, họ thương cái tôi của họ, họ bảo về cái tự ái của họ, và họ chết trong sự tự ái đó. Cho nên tự ái sai lầm được xem là tự sát. Thì trong tình huống đó đó, dành thời gian thảo luận không khéo nó dẫn đến tranh cãi, và tranh cãi đó nó làm tan nát hết. Và bản thân của người có cái thiện chí lớn đó hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Cho nên đó, nỗ lực giúp người thân, nhưng đừng bị vướng kẹt trong sự giúp đỡ đó. Nếu họ lắng nghe thì hãy để nghiệp xấu giáo dục cho những người đó một thời gian là họ tự tỉnh thức à. Câu hỏi của Hiếu Đặng: xin hỏi khái niệm nhị nguyên và nhất nguyên là gì? Nhị là hai, nguyên là đầu mối. Nhị nguyên là khái niệm triết học chỉ cho hai quan niệm đối lập, hay là mang tính cách thái cực. Ví dụ như chủ trương vật chất và tâm, mình và người, bạn và thù, thị và phi, cái gì mà nó có hai cái khuynh hướng khác nhau, đối lập nhau, thì cái đó gọi chung là thuyết nhị nguyên. Còn nhất nguyên đó thì nó có nhiều nghĩa. Về phương diện tôn giáo học thì nhất nguyên á là chủ trương cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, từ đó phát sinh ra mọi thứ. Thượng Đế là tất cả. Còn chủ nghĩa duy tâm thì cho rằng là tâm có trước, là mọi thứ có theo sau. Còn chủ nghĩa duy vật cho rằng là vật chất có trước, tâm có sau. Thì cái việc mà chủ trương duy thần, duy tâm, duy vật đó, đứng từ góc độ đó được gọi là thuyết nhất nguyên. Và ở mỗi một cái hệ triết học đó, thì quan điểm nhất nguyên và nhị nguyên là khác nhau. Về phương diện luật pháp đó, và đạo đức học, nhị nguyên là tốt. Ví dụ như chúng ta đưa ra các luật, các quy định chia ra làm hai nhóm: đâu là thiện, đâu là ác, đâu là được cho phép, đâu là bị luật pháp nghiêm cấm. Sống với các cái chuẩn mực đó, các mặc định xã hội đó, thì người đó được xem là người tốt, đàng hoàng, có giá trị. Ví dụ như chúng ta theo Đức Phật lịch sử, thì chúng ta theo cái nhị nguyên đạo đức, đó là không giết người, thì chúng ta đi ngược lại cái đó là gì? Bảo vệ hòa bình. Không trộm cướp, đi ngược lại là chia sẻ sở hữu, là bố thí cúng dường. Không ngoại tình, đi ngược lại là chung thủy vợ chồng. Không lừa dối, đi ngược lại là nói sự thật, nói hữu ích, nói lịch sự, nó có giá trị. Và không rượu ma túy, đi ngược lại là giữ sức khỏe để sống hữu ích hơn. Thì như vậy, cái việc mà phân ly giữa hai vế, một vế là xấu nên tránh, mà vế tốt đối lập nên làm theo, thì cái đó được gọi là
nhị nguyên về luật pháp và đạo đức. Cái đó rất cần thiết. Chưa đạt được cái thiện tuyệt đối mà phê bình nhị nguyên là một sai lầm, hay nói cái khác đó là biện hộ cho cái dở cái tệ của mình. Ví dụ như có nhiều người đó không chịu học Phật, không tu Phật, không thực hành Phật. Mỗi ai nói tới là tôi tu tại tâm thôi, tôi không thèm đi chùa, tôi không làm gì hết, tôi tại tâm. Thì đó là nhất nguyên mang tính biện hộ cho tình trạng chưa được siêng năng đi chùa, học Phật của bản thân thôi. Cho nên về luật pháp và đạo đức, chúng ta phải chủ trương nhị nguyên, dứt khoát thôi. Như bài kệ 183 trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy: không làm các điều ác, thực hiện các điều lành. Đó là nhị nguyên giữa thiện và ác. Chúng ta phải rạch ròi, chứ không thể lẫn lộn như hai cái này được. Câu hỏi của Quỳnh Hà Tiến: con rất trăn trở về việc có một số Phật tử có quan điểm duy tâm hóa đạo Phật. Xin Thầy chia sẻ cách thức giúp họ tỉnh ngộ. Trường phái Phật giáo Đại Thừa Duy Thức Học, còn gọi là Pháp Tướng Tông hay là Du Già Tông, đã có khuynh hướng duy tâm hóa đạo Phật rồi. Khi trường phái này có cho rằng đó, tâm đó, tạo ra mọi sự vật hiện tượng theo nghĩa nhất thuyết, nhất thiết duy tâm tạo. Thì chúng ta nên nhớ đó, không thể đồng hóa trường phái Phật giáo Duy Thức Học này hay Du Già Tông này đó là đạo Phật. Cho nên cái khuynh hướng duy tâm đó nó chỉ tồn tại ở trong trường phái Phật giáo đó thôi. Còn Đức Phật thì không chủ trương duy tâm, cũng không chấp nhận duy thần, lại càng không tán đồng duy vật. Và Đức Phật chủ trương nhân duyên, trong quá trình tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sinh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt, theo chiều thuận. Còn đối với chiều nghịch, cái này có nên cái kia không, cái này không nên cái khác có. Không có chấp vào một cái duy nào hết. Do đó bất kỳ ai nỗ lực duy tâm hóa đạo Phật là đang làm đạo Phật bị thiên lệch về một hướng duy tâm. Cũng đừng nên quá chú trọng về phần lý mà bỏ qua phần sự. Sự đó thể hiện cho sự thực hành. Lý đó thuộc về triết lý cầu siêu. Ví dụ như chúng ta có những triết lý phiền não tức bồ đề. Cái này nó sâu đối với một số người đã hiểu quá hệ thống bài bản về đạo Phật, đã thực tập tu tập quá tốt rồi. Cho nên là trong cảnh giới phiền não có đề ngũ trược mà chúng ta vẫn đạt được sự giác ngộ giải thoát, tức là không có chốt đi đâu hết á. Cái ẩn ngữ đó là một chỗ đó. Nhưng có rất nhiều người đó, cái đó phiền não là bồ đề, cho nên là tôi cứ phạm pháp, tôi cứ tạo khổ đau, tôi cứ sống bất hạnh, vì bất hạnh khổ đau đó chính là bồ đề. Thì đây là sự quỷ biện cho việc mình bị rơi rớt trong cái cảnh giới thấp, tâm trạng thấp, hành xử thấp, mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình và ảnh hưởng trực tiếp đến tha nhân. Thì những cái triết lý cao siêu đó, nếu không phát xuất từ những người đã chứng đắc rồi đó, thì những người phàm tục còn lại áp dụng nó
chẳng qua chỉ là sự biện hộ thôi. Thì đó ở một phương diện nào đó đó, đó là duy tâm hóa, duy lý, tức là quá thiên đàng duy lý, tức là lúc nào cũng nói lý. Nhưng mà thực tế đó thì cái sự thực tập nó rất tệ và đi ngược lại với những cái sự duy lý này, những cái sự duy tâm này. Thì đây là thái độ tiêu cực nên tránh. Còn Đức Phật Thích Ca lịch sử thì dạy giới luật rất bài bản, điều nào được phép, không được phép, sa di, sa di ni thì phải thực tập 10 điều đạo đức xuất gia. Thức so ma na ni, 10 điều đạo đức đó cộng với 8 điều tôn kính, rồi 6 học pháp, rồi tỳ kheo, tỳ kheo ni đó, thì có những cái điều quy định về giới luật tương đương. Tỳ kheo nam á thì 250 điều đạo đức, tỳ kheo ni hay là tỳ kheo nữ đó thì 348 điều đạo đức. Rất là rõ ràng, ai vi phạm những điều giới trọng đó thì bị tẩn xuất, tức là mất tư cách tu sĩ trọn đời, không còn được cho phép làm tu sĩ nữa. Thì rõ ràng đó, ở góc độ đó chúng ta thấy là Đức Phật rất là chú trọng đến cái việc thực hành, chứ không có di lý hay di tâm, rất là cụ thể, rõ ràng. Nhờ đó đó, đạo Phật trong lời Đức Phật phát triển rất mạnh, vì Đức Phật đã truyền bá một đạo Phật đạo đức, đạo Phật trí tuệ, đạo Phật thiền định, đạo Phật tỉnh thức và đạo Phật hữu ích cho nhân sinh. Câu hỏi của Thùy Phương: con là người theo đạo Phật, làm Phật tử, nhưng chồng con nói theo Phật chỉ để làm việc thiện thôi, chứ không dạy con người cố gắng trong cuộc sống. Chồng con còn nói theo là Phật là sống ăn phận, vì mỗi người đều có số giàu nghèo rồi nên không cần cố gắng. Như vậy quan điểm của chồng con đúng không thầy? Hoàn toàn sai, ngược lại với những gì mà Đức Phật đã chủ trương. Chứ nhất á, theo đạo Phật đó thì các Phật tử sẽ trở thành những người rất năng động trong việc sống tốt cho mình, sống hữu ích cho đời, chứ không thể nói là an phận thủ thường. Vì Đức Phật dạy học thuyết tinh tấn, tức là siêng năng. Bên cạnh tinh tấn, Đức Phật còn dạy học thuyết kiên trì không gián đoạn, tức là biến cái siêng năng trở thành đạt được mục tiêu. Ngoài cái tinh tấn kiên trì, Đức Phật còn dạy là phương pháp đúng, Samamagga. Thì những gì mà chúng ta nỗ lực đó sẽ lần lượt trở thành hiện thực trong tầm tay của chúng ta. Cho đó không thể gọi là an phận thủ thường được, đó là chủ động, năng động, thấy rõ, phấn đấu, không bỏ cuộc nữa chừng, và trở thành người thành công. Thứ hai đó, thì đạo Phật không dạy chúng ta chấp nhận số phận ăn bài. Thì đạo Phật có học thuyết chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp xấu trong quá khứ, tội về luật pháp, lỗi về dân sự, không tái phạm thêm lần nào nữa trong hiện tại và tương lai, và nỗ lực gieo trồng các nghiệp từ đó lập để xóa sổ các nghiệp xấu đã từng gieo, dù vô tình hay cố ý. Nho giáo qua truyện Kiều của Nguyễn Du á, chủ trương số phận ăn bài với các câu thơ: bắc phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao, hay những câu con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa, gần như ta không đổ được cái số phận. Số phận nó an bài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và những người chấp nhận tà thuyết này đó sẽ trở thành người không nỗ lực, không vươn lên. Và nghĩ rằng là nỗ lực chỉ cho bằng thừa, Thượng Đế đã sáng tạo ra mình với một cái số phận đó, mình phải chấp nhận thôi. Đức Phật cho rằng Thượng Đế không có thật, số phận theo đó cũng không có thật. Còn các hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo là do
nghiệp riêng và nghiệp chung của mỗi con người tạo ra, và cái điều đó có thể thay đổi được theo hướng hoặc là tốt hơn hoặc là xấu hơn. Còn người tu học Phật á, phải nỗ lực thay đổi bản thân, thay đổi gia đình, thay đổi xã hội theo chiều hướng tốt hơn, tích cực hơn, có giá trị hơn. Do đó số phận nếu có, tạm chấp nhận như thế đi, thì chúng ta chính là người viết kịch bản, đồng thời làm đạo diễn và diễn viên chính. Chúng ta không nên đổ thừa cho Thượng Đế, đổ lỗi cho quá khứ hay là sự rủi mai hay ngẫu nhiên trong cuộc đời. Điều ba, để giúp cho người thân hiểu sao về đạo Phật đó, thì quý vị có thể tặng quyển kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh với 1.000 trang, trong đó chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình, thế giới, quá giải hận thù, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Tôi tin rằng đó, dù là người khó tính, nếu có cơ hội đọc trọn vẹn quyển này đó, thì các nhận thức về Đức Phật và đạo Phật sẽ hoàn toàn thay đổi theo hướng tích cực. Từ lúc đó nó không còn xem đạo Phật đó là dạy an phận thủ thường, đạo Phật là dạy số phận, đạo Phật là dạy chấp nhận, đạo Phật thế này, đạo Phật thế kia nữa. Do đó người thân nếu có vợ chồng, con cháu, anh chị em mình hiểu sao về đạo Phật đó, thì hãy nên tìm những tác phẩm có nền tảng về đạo Phật, giới thiệu bao quát về đạo Phật, giúp cho họ cải chính nhận thức. Từ đó đó thì các thành viên trong gia đình đó đều trở thành Phật tử thuần thành, sống an vui hạnh phúc hơn. Kính thưa các quý Phật tử, đã 90 phút rồi, cho nên có thể dừng lại tại đây. Còn các câu hỏi còn lại đó thì hẹn vào tối mai Chủ nhật. Thì mong quý vị cứ theo thói quen như là những ngày qua, mạnh dạn đặt những câu hỏi để chúng ta có cơ hội chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Và thông qua đây đó thì tôi xin kính mời quý vị nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay và kênh YouTube Thích Nhật Từ Official, cũng như Facebook Thích Nhật Từ đó. Quý vị hãy bấm nút like và nút vào follow. Nhờ đó, đó thì ban truyền thông của Chùa Giác Ngộ sẽ có thể phụng sự quý vị online khi tôi có cơ hội chia sẻ Phật Pháp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ hay bất cứ một nơi nào, thì quý vị cộng đồng online đều có thể có được cơ hội như là đang ngồi nghe tại Chùa Giác Ngộ vậy. Chúc tất cả được an lành và có giấc ngủ tốt đẹp trong đêm nay.